xưa con bé tôi thường hay mơ trở thành nhạc sĩ viết lên những bản tình ca, và tôi muốn nói rằng đây là lần đầu tiên tôi viết bài hát tặng fan với bao tình thương. Mình là Hoàng Yến, 25 tuổi, hiện tại đang là ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình. Yến có một cái mong muốn là mình sẽ được nhìn lại tất cả cái quá trình của mình đã trải qua như thế nào, chặng đường mình đã đi ra sao, và đây giống như là một cái mà Yến muốn gửi đến tất cả những ai mà đã biết đến Yến, đang biết đến Yến, chưa biết đến Yến hoặc sẽ biết đến Yến, thì chỉ cần xem bộ phim này thôi là mọi người có thể hiểu được rằng là Hoàng Yến Chibi là một con người như thế nào. Cô ấy đã làm những gì? Sao là như vậy? Coi như là Yến là từ bé là ở trên này với bà ngoại nhiều hơn. Đi học thế này với bà ngoại ta ăn cơm với muối vừng chứ. Thì bây giờ nắm nàng, ngày xưa bà làm khổ thế cần gì. Không có đâu, tại bà nấu cơm cho ông á. Bà thì tin nhất ông, xong đến các cháu đến con. Đi ra đây cái trời này xong rồi cứ là ở bu. Là tí nữa đi là có thể mưa đấy. Qua mưa à? Ừ. Bộ phim này ngoài dành tặng cho những người yêu Yến thì Yến muốn gửi cho mẹ, giống như là một lời cảm ơn, bởi vì một cái quãng thời gian rất là dài mẹ đã cùng Yến theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Mẹ là một người cực kỳ quan trọng trong tất cả những cái bước đường đi của Yến. Bây giờ đến lúc này con mới kiểu ra Hà Nội xong, con mới kiểu cảm thấy là tại sao kiểu được mình ra Hà Nội thấy Hà Nội khác thế. Lúc mà con đi trên xe chưa được áo dài, chưa được đi lên phố, mấy ngày hôm nay toàn giá là ở nhà mà. Hồi xưa ấy thì mẹ cũng rất là thích hát, cũng rất là thích tham gia các câu lạc bộ, thì lúc đấy là có tham gia trên cung thiếu nhi. Các cô không có đồng ý vì lúc nào giọng mẹ cũng là khác biệt. Bà ngoại cũng không muốn cho theo cái ngành ca hát nên là bà ngoại cấm không cho đi. Thì mình cũng có một cái quyết tâm là nếu mà về sau mà sinh con gái thì chắc chắn mình sẽ đi theo nghệ thuật. Đấy là cái niềm đam mê của mẹ. Thì đúng rồi, anh cũng đem test nữa. Thế cho em đem test đi, đúng không? À không, đi cho gia đình mình. Đúng rồi, chú là cái hồ thôi. Hoàng Yến Chibi nổi lên từ Cửa Sổ Thủy Tinh. Và Cửa Sổ Thủy Tinh thì là bộ phim được phát hành vào năm 2010. Đấy là bộ phim đầu tiên mà Yến tham gia, được đóng vai chính, chiếu vào giờ vàng trên VTV3. 10 năm thì lúc đó Yến mới 15 tuổi. Cái sự trải nghiệm ở trong cuộc sống thì cũng Yến cũng chưa có cái học tập hay là rèn luyện về kỹ thuật biểu diễn, Yến cũng chưa có. Nói đúng ra là nó phải có cái yếu tố trong con người của Yến đã. Chứ còn nếu mà để đào tạo một diễn viên, các bạn, mọi người có thể thấy là 4 năm trời. Chứ làm sao mà đào tạo 3 tháng trời như tôi mà để có được Hoàng Yến Chibi sau này. Diễn viên gọi là chuyên nghiệp thì họ cần phải có nhiều màu sắc đúng không? Vâng. Nhưng mà với cháu là nó vào một cái vai đấy, mình nhìn thấy cái bé này nó có cái đấy, nó giống cái con kia thì đấy là cái đã là yếu tố là mình đã thắng đến 60%. Tức là nhân vật chọn mình. Hôm đấy là hôm training, chưa phải là quay. Ngay lúc đấy mình cũng tuyên bố luôn với tất cả mọi người, với tất cả ekip, rồi kể cả nhà sản xuất, Yến sẽ là vai Chibi và không cần phải training hay đào tạo gì thêm nữa, và tất cả mọi người hãy hướng sang một cái vai khác, còn vai đấy là vai của Hoàng Yến. Là sau tập đầu tiên em bị mọi người chửi vô cùng khủng khiếp, em còn phải lên nói chuyện với cả chú Tuấn Quang, em bảo là thôi hay chú cho kiểu mấy cái phân cảnh của con là ít đi một tí, chứ con thấy là kiểu
mọi người có vẻ là không có đồng ý với Hoàng Yến khi mà đóng cái vai Chibi này. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Chi. À không, mình chỉ tên là Chi thôi. Năm nay mình 16 tuổi. Em nghĩ là chắc phải đến tập 28, tức là sau khoảng 1 tháng, thì khi mà em đi ra ngoài đường, cái người đầu tiên nhận ra em ấy là một ông, em nghĩ chắc phải 60-70 tuổi rồi. Chibi, có phải con không? Lúc đấy là em bị kiểu nghe quen mọi người gọi tên Chibi ở trên phim trường rồi, nên em quay lại luôn. Ông xem suốt luôn đấy, cửa sổ thủy tinh VTV3 ngày nào nhá ông cũng xem luôn. 2010 rồi là 10 năm rồi. Chú là người đầu tiên kiểu nói sao ta, đưa cháu vào con đường kiểu trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Lúc đấy là kiểu cảm giác của em là kiểu wow, tự nhiên mình nổi tiếng rồi. Chịu không nổi. Cái ngõ này bây giờ nó khác quá đi bây giờ. Well, where are you? Vâng, ok đây, em đang đi vào đây. Anh đợi phòng thái chưa? Đây là cái ngõ mà đi học rất là nhiều luôn ấy. Đường này là đường mà anh Đạt chở em đi học trên đường này nè. Nhà đi chợ. Anh Đạt thu, toàn thu cho tớ ở nhà không à? Bedroom studio. Em ơi, lâu lắm rồi tớ mới kiểu được vào một cái phòng thu mà kiểu nó đầy đủ như thế này. Ở nhà thu với anh Đạt có một cái cạn sao cắm được một cái mic. Thế là hay rồi. Không, nhưng mà trộm vía vẫn ra được mấy em MV triệu view. Giải Grammy năm ngoài thu ở đâu không? Ở đâu? Phòng thu ở nhà. Bedroom studio. Thì đó em bảo anh làm đi còn gì nữa. Phòng thu có 6-7 mét vuông. Có mỗi một con trâu thôi mà. Có làm phòng thu đâu. Người mà có ảnh hưởng đầu tiên thì chắc là anh Đạt, bởi vì ca khúc Ngây Ngô là bài hát mà anh Đạt đã thu cho Yến, và từ ca khúc đó thì Hoàng Yến Chibi đã được mọi người biết đến nhiều hơn. 2012. Những yêu dấu một thời là bài thơ em viết tình yêu đầu tiên mộng mơ, từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy hồng trầu. Hay đi theo mấy anh xem đá bóng, xong rồi thuê ngay sân gần nhà mình nữa, mình ham vui mình ra mình chơi, xong rồi mình chơi xong tự nhiên một hôm à ơi mình hỏi anh Dương Cầm là anh ơi anh có cái bài nào mà để cho em hát được không? Thì anh Cầm cũng để anh về anh xem. Thế xong rồi đến Yến nhắc cũng phải đến 2-3 buổi đá bóng nữa thì mới gửi cho Yến cái bản demo bài Ngây Ngô của chị Hoàng Quyên. Bài Ngây Ngô là một bài hát được viết từ trước đó, nhưng mà khi mà tìm đến với giọng hát của Yến thì mình đã phải chỉnh sửa lại để cho nó phù hợp với cái giọng hát của Yến. Và lúc đấy mình mới nhận thấy thật sự cái bài hát lúc đó nó mới là một cái bài hát hoàn chỉnh và để dành cho giọng hát của Hoàng Yến. Yến về Yến gửi cái bài đó cho anh Đạt. Gửi cho anh Đạt xong rồi bảo anh Đạt là anh nghe thử cái bài đấy đi, anh nghĩ là em hát có hay không, bởi vì em đã hát thử rồi nhưng mà em nghĩ là em hát không có hay được bằng chị Quyên đâu. Anh Đạt nghe xong bảo hợp, lấy đi. Thì mình là làm về thu âm và hậu kỳ bài hát để cho Yến. Sau đấy thì mình cũng có như kiểu là executive producer, thì mình có đi liên hệ với cả bạn Nguyên Lê tính những cái về kiểu sản xuất quay MV cho Yến. Alo. Anh ơi, anh đang ở đâu rồi? Đây rồi, sắp đến rồi. Thế à? Vâng, ok nhá. Hoàn toàn bạn. Em đến chưa? Em sắp tới rồi. Có bồi hồi okay. Không? Ghê à, không hề bồi hồi luôn hả? Ok. Vâng, anh nhá. Vâng, hơi nắng đấy nhá, đi cẩn thận nha anh. Ngây Ngô cũng là một cái MV đầu tay của mình luôn. Thì mình cũng rất là muốn thực hiện một cái sản phẩm cho Yến. Ở cái thời điểm đấy khi mà nghe bài hát Ngây Ngô thì mình cảm thấy rằng là mọi chuyện nó rất là hợp lý. Tức là có quá nhiều lý do để chúng mình bắt đầu thực hiện cái dự án đó. Mình ngồi hát này, ngồi đâu? Ngồi đâu? Ngồi đây luôn, chỗ này luôn mà. Thế hôm đấy là mình quay cái boom ở bên này đúng không? Đúng rồi. Em nhớ, có tiền thuê boom luôn.
lần đầu tiên ấy. Xong rồi cái hôm đấy bị mưa. Mưa xong nhỏ. Cuối cùng mưa thành mưa đẹp luôn. Ướt cái đường này đẹp luôn. Nói chung là trộm vía đợt đấy kiểu ai làm cũng giúp hết nên đâm ra không bị mất quá là nhiều tiền. MV đấy của Yến là không một ai lấy bất kỳ một đồng tiền nào luôn á. Tức là tất cả những cái tiền mà Yến chi ra cho cái MV đó là tiền của âm thanh, ánh sáng, tiền của ăn uống, tiền của di chuyển. Mình thấy là ở cái thời điểm đấy thì đấy là một cái sản phẩm mà tất cả mọi người đều rất là ưng ý, bởi vì mọi người đã làm bằng tất cả cái tâm hồn của mình, bằng cái sự ngây thơ, bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mà có lẽ rằng là đến thời điểm bây giờ thì rất khó có một cái dự án nào mà nó có được cái tinh thần nó nhiệt huyết như vậy. Khi mà mình đi làm nhiều rồi có thể là mình sẽ có được những cái thành công khác, nhưng mà cái cảm xúc để mà cái lần đầu tiên mà mình được một cái như vậy thì anh nghĩ là nó không có lần thứ hai đâu. Anh có đồ chưa? Lên. Lên đâu? Lên kia. Kia làm gì? Quay ngay Ngô. Hát live. Đi. Đạo diễn, lên Hà Nguyên. Xong rồi. Bây giờ này, bây giờ đến phần vui của mình. Đây phần để em vui. Em vui thôi, anh không vui. Em vừa đi ra đúng không? Không thế. Để em vừa đi ra. Tìm cả phố rách đít bè nó thứ đầy đủ. Ghê à? Project đít bè luôn ạ. Giữ chưa? Anh mà không giữ xem. Bây giờ mới có dịp mà kiểu ngồi đây để cảm ơn tất cả những người đã tạo nên thành công của Ngây Ngô. Bởi vì trước đó em chưa bao giờ mà kiểu có một lời cảm ơn thật sự đến mọi người cả. Kiểu em chỉ muốn nói là cảm ơn rất nhiều. Bởi vì không có mọi người thì sẽ không có Ngây Ngô của em, sẽ không có Hoàng Yến TV, sẽ không có Hoàng Yến chi bi ngây ngô như bây giờ. Những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ, nụ cười thân thương dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em, và có lẽ em yêu anh là như thế. Bài thơ em anh thì gần như là người mẹ thứ hai. Thời gian mà lúc mà em học trường trung học cơ sở Đống Đa và học tại
trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cũng trong khoảng thời gian đó luôn. Thì cái thời gian em gặp cô giáo em còn nhiều hơn thời gian em gặp mẹ nữa. Là em vừa đi học ở bên trường văn hóa xong là em sẽ chạy về trường Cao đẳng Nghệ thuật để học đàn. Khi mà gặp được Yến ý, thì đồng ý ngay. Vì nhìn thấy bạn ấy rất là một bạn mà rất là nhanh nhẹn, có năng khiếu về âm nhạc vì đã được xem bạn ấy biểu diễn trên sân khấu. Anh lên đàn ở đây dạy cho chị xem bài phát con đi. Thì nó có thể lấy đàn cho con thể hiện đi. Chết thế này thì chết. Người ta lại bảo học sinh cô Thùy Anh học hành thế này thì chết. Lâu quá rồi con đánh đàn luôn đấy. Thực sự cái đàn nhị thì nó cũng không phải là dễ học so với các nhạc cụ khác. Nhưng mà Yến thì tiếp xúc với đàn nhị thì Yến đã làm được cái điều đấy rất là nhanh. Như là hướng dẫn bạn ý cái gì là bạn làm được ngay, nói cái gì là bạn ấy hiểu. Cô giáo em nói với em một câu như thế này: con là một đứa rất có năng khiếu, nhưng nếu con không cẩn thận trong việc luyện tập và siêng năng ấy, cô cũng không biết nên làm gì nữa. Thế là kiểu từ lúc đấy kiểu em kiểu bị tại sao mình lại bỏ bê như thế, tại sao mình lại thế này thế kia. Và sang năm thứ hai thì thực sự là khác hoàn toàn, em được học bổng ăn 2 kỳ luôn. Hai tay vương dĩ yêu thành bờ, dấu cha dấu mẹ chân đi khẽ lê, tao chẳng sợ té lên em cho trò ý, cho là cho đi thế cho tình tinh tăng tăng là cho đi thế. Ui, sao ngày xưa con đánh cái bài đấy nhở? Nốt hơi cắt đấy. Chưa? Son 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 đô 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 la son nào. Bây giờ Hoàng Hưng vừa đánh đàn vừa hát. Ủa? Không có đâu con. Đã từng đoạt giải rồi mà. Nhờ. Mi son son la la son đô re mi son la son mi re đô. À con lá son lá. Đúng rồi. La mi re đô. Đúng rồi. La mi re đô. Trong những năm mà em học cô là 6 năm liền, bởi vì còn 1 năm nữa thôi là em ra trường được rồi thì em lại đi thi học viện ngôi sao. Và cái lúc đấy là em cũng có hỏi cô thì anh là: cô thì anh bây giờ con mà thi học viện ngôi sao thì cô thấy như thế nào? Thì cô bảo là: con cứ thi đi xem tình hình có được không, nếu mà được thì đi luôn, sợ gì. Thế là cuối cùng em học có 6 năm trung cấp đàn nhị ở khoa nhạc cụ dân tộc và có thêm biết thêm sáo một chút thôi chứ cũng chưa ra trường được nữa. Chiều qua quên đi ngôi nhà, từ đây em bé vơ vơ, sẽ không có cha, sẽ không có mẹ nữa. Cơn bão chiều qua quên đi con đường, về một mái ấm đơn sơ, ước mơ của em. Về một thế giới ấm áp, tràn yêu thương, nơi sẻ chia hạnh phúc. Để người ta sáng cho em những gì hy vọng đó là mái trường. Sẽ dạy em bước thanh thoát, hồn nhiên như điều mà Yến cảm thấy may mắn nhất là đó chính là thầy Huy Tuấn đã chọn mình ngay từ cái hôm casting đầu tiên. Vẫn còn cảm giác hạnh phúc luôn ý. Hoàng Yến, TV, em được chọn vào vòng trong. Thực sự là tôi rất là ấn tượng với một cô bé nhỏ xíu bé tí. Mặt lúc đó thì vẫn còn rất là ngây thơ. Gặp Yến là bị thuyết phục ngay với một cô gái rất là thông minh, có một cái khuôn mặt rất là sáng, và bản thân tôi thì cũng rất là ấn tượng với cái sự trong trẻo của Yến. Mình nhớ cái lần đầu tiên mình gặp Yến đó là mình được một cái buổi khách mời cho cái show Học viện Ngôi sao của BHD. Cái người mình rất là đặc biệt nhớ đó là Yến. Nhớ có hai điều. Thứ nhất là cái giọng rất là đặc biệt, cái tinh thần rất là đặc biệt và ánh mắt nó rất là đặc biệt. Trong một số bạn ngồi đông đó nói chuyện với nhau rồi các bạn có hát sơ qua và điều thì mình nói: ông, mình nghĩ chắc bạn này chắc được dễ nhất quá. Ôi, quá từ rất lâu rồi. Wow. Cái gì á? Em tặng thầy này và thầy là chuẩn bị bọn show em nhiều à. Cảm ơn nhá. Em đâu biết. Thầy thực sự biết cái Yến muốn gì luôn ấy. Bởi vì những cái bài hát ở trong Học viện Ngôi sao khi mà thí sinh chọn ấy, thì giám đốc âm nhạc là thầy Huy Tuấn sẽ xem lại xem là có hợp lý không hay là có ổn không. Cái bài đó lúc đầu là Yến tính là sẽ hát hết tiếng Anh, nhưng mà xong sau đó thầy bảo là: nếu mà em viết được lời Việt thì em viết đi.
Thế mình cũng về. Cũng ngồi trong học viện ngôi sao kiểu căng thẳng đầu óc, xong lấy giấy, lấy bút, lấy vở ra. Lại gần đây, cùng bên tôi, ngày mai tươi sáng đã đến rồi. Một hành tinh, một trái đất sẽ không còn chiến tranh. Ngồi lại đây, cùng bên tôi, ngày mai tươi sáng đã đến rồi. Một hành tinh, một trái đất sẽ không còn. Cái mà thầy thích nhất của Yến đấy là sự quyết liệt, từ việc chọn bài, từ việc lựa chọn đến những cái bản phối tham gia vào trong tất cả những cái nhiệm vụ chung của Học viện Ngôi Sao. Ở đâu Yến cũng đều là một trong những cái thí sinh nổi bật nhất. Thành ra là việc Yến trưởng thành và có giải của Học viện Ngôi Sao năm đó rất là xứng đáng. Chị quá thất vọng. Đừng tỏ ra đáng thương. Này, đừng tỏ ra đáng thương ở đây nữa. Chị, bây giờ chị không bênh một đứa nào cả. Trong gọi này, thành tất cả cho ông xem. Em không biết điều như nào. Trước lúc đấy nha, và sau khi giải quyết xung đột thì Hoàng nghĩ cái xung đột đấy là một cái bước ngoặt để mà hai chị em có thể hiểu rõ nhất, và cũng như là hiểu rõ xem là ai nghĩ về mình như thế nào, cũng như là mình phải thay đổi như thế nào nếu mà tiếp tục muốn chơi cùng cái người đấy. Sau cái việc xảy ra ở Học viện Ngôi Sao thì Yến vẫn nói chuyện với Hòa, nhưng mà ý là tại vì hai chị em có quá nhiều thời gian bận rồi, ý là mỗi người đi một đường khác nhau. Mình và chị Yến không hề có một cái xung đột hay là ghét bỏ gì nhau hết. Bọn mình không thường xuyên rủ nhau đi cà phê, hay là cũng không thường xuyên rủ nhau qua nhà để mà ôm nhau ngủ như ngày xưa nữa. Nhưng mà có một cái là tất cả những chuyện cá nhân riêng tư, mà những cái gì mà bí mật mà thầm kín nhất á, thì chị Yến và mẹ Giang lại là những người biết, có thể là đầu tiên. Đây là lời nói của một người chị gửi đến một người em đã cùng nhau một quãng thời gian khá là dài ngoài Hà Nội chinh chiến trên những chiếc xe buýt, trên những chuyến tàu đi diễn. Cái quãng thời gian của Học viện Ngôi Sao cũng qua đã quá là lâu rồi. Và tính chị chắc là em cũng biết, chị không hề hay để bụng hay là kiểu suy nghĩ gì quá nhiều. Nhưng mà thực sự là chị cũng mong là em sẽ có một cuộc sống thật là hạnh phúc ngay bây giờ. Nếu bây giờ mà được nói một lời thì chắc là chị sẽ nói là xin lỗi em. Bởi vì bọn mình đã xảy ra một cái không nên ở trong Học viện Ngôi Sao. Và cảm ơn em vì đã là một thành viên trong nhóm Ruby. Và là một người em tốt. Hoàng Minzy và Hoàng Yến Chibi của năm 18-19 tuổi với Hoàng Minzy và Hoàng Yến Chibi của năm nay là 25-26 tuổi rồi, thì mong là bọn mình sẽ cùng nhau ngồi và nghe và nhìn lại những gì đã trải qua và thay đổi để hướng tới những gì tốt đẹp trong tương lai. Thầy mặt nghiêm nha. Trong Học viện Ngôi Sao, các học viên sẽ có cơ hội gặp gỡ người thân của mình. Những khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường khi ta còn ở nhà, trong ký túc xá của Học viện Ngôi Sao lại trở nên vô cùng ý nghĩa và rất đáng trân trọng. Mời mẹ đến đây ạ. Mời mẹ đến đây ạ. Tất cả những cái tập phát sóng lên thì có người lên, có người chửi, có người nói. Tức là đại loại là nói rất là thậm tệ luôn. Thì lúc đấy mình cũng khóc chứ, mình cũng thương chứ. Con mình bị mắng, bị chửi, mình buồn chứ. Tại vì con mình nó là nhất mà. Nhất trong lòng mình chứ không phải là nhất đối với mọi người. Thế nên là tất cả những cái gì, cho dù con có xấu hay con có như thế nào, cũng trong lòng mẹ vẫn là đẹp nhất. Lúc mà khi mà Yến được ra khỏi Học viện Ngôi Sao nha, đọc những cái comment, đọc những cái bình luận kiểu về mình. Ví dụ người ta cứ viết là tại sao con này lại như thế này, eo ơi con này đánh đá thế, thế kia này nọ các thứ ấy. Thì kiểu Yến thực sự không chịu được, bởi vì 3 tháng ở trong Học viện Ngôi Sao là không điện thoại, không internet, không biết bất kỳ một thông tin nào ở ngoài cả. Nên đâm ra khi mà bước chân ra khỏi Học viện Ngôi Sao á, mình đọc lại hết tất cả mọi thứ. Tất cả các tập trên YouTube, tất cả các bình luận, tất cả những phần thi của mình. Và Yến sốc.
Yến thấy là showbiz này khắc nghiệt quá. Hỏi mẹ là kiểu lúc đấy là mẹ Yến đã có suy nghĩ là hai mẹ con còn nên đi vào trong Sài Gòn hay không, Nam Tiến hay không. Thì Yến mới nói mẹ là không, con thực sự lúc đấy con không muốn, con chỉ muốn về đi học thôi. Bởi vì Yến rất là thích học đạo diễn sự kiện và Yến đã thi đỗ vào trường đại học văn hóa là vì như vậy. Nhưng mà mẹ Yến bảo là con nên suy nghĩ, bởi vì những cái bình luận như vậy, những cái lời mà người ta phán xét mình như vậy thì chỉ là người ngoài nói thôi. Người ta đâu có biết được là cuộc sống của con trải qua những cái gì đâu. Thế nên năm nay con không nhất thiết phải để ý quá về những cái điều tiêu cực xung quanh mình. Có thể lúc đấy mọi người sẽ rất ác với Yến, rất ác với mẹ con nhà Yến, nhưng cũng là cái những cái động lực để mà cho mẹ con nhà Yến vượt lên cho tới bây giờ. Thực sự là như thế, và mình cũng phải cảm ơn rất nhiều những cái lời mà bình luận ác ý như vậy. Tại vì làm sao mình có động lực được nếu mà mình mà cứ sống trên mây, sống với những lời khen. Đó là cũng là một cái bài học mà mình nghĩ rằng không bao giờ có được. Nên lúc đấy Yến mới có cái suy nghĩ là ra Hà Nội nghỉ một tháng để xem thử xem là bản thân mình có thực sự là muốn Nam Tiến hay không. Quãng thời gian ở Hà Nội đấy một tháng là Yến giảm 5 cân. Chỉ ở nhà, không ra đường, cũng không đi show luôn. Không biết tại sao lúc đấy Yến lại để ý đến những cái chuyện, những cái comment, những cái bình luận như vậy. Thì Yến nghĩ đấy là cái quãng thời gian mà kiểu tự bản thân Yến phải động viên mình trải qua. Trong một tháng đấy là Yến không hề suy nghĩ được bất kỳ thứ gì luôn ấy. Chỉ có mẹ là kiểu người nói là hay là bây giờ mình vào Sài Gòn thử đi, mẹ với con đi luôn, xong rồi nếu mà không được thì ra, thất bại thì về lại, đi đâu mà bảo lưu ở đại học đi. Lúc đấy suy nghĩ là không biết là mình có chịu được những cái tiêu cực, những cái áp lực ở trong showbiz này hay không. Đánh liều một lần với mẹ, hai mẹ con lại khăn gói vào trong Sài Gòn. Vâng, xin chào các bạn. Ông anh, hôm nay tôi đang lái xe đèo mẹ lên sân bay không? Nó gần chú thích không? Làm như là lần đầu. Đúng rồi, chị Phương Anh đúng rồi, chị chỉ cho đoạn này. Phương Anh với cả một số các bạn fan đi tìm. Em ơi, sao mà con nhớ cái hôm mọi người đi qua nhà mình nhỉ? Đồ liếc dọn dẹp, dọn thử dẹp giúp này kia các thứ. Em ơi, đợt đấy thuê bao tiền bên nhà 4 triệu đúng không? 3 triệu rưỡi một tháng. Xong rồi cả tiền điện nước là 4 triệu. Vâng, con nhớ hình như 4 triệu một tháng. Lúc mà bước chân vào đây là ngày 21 tháng 7 năm 2014. Xin chào cô. Con gái đấy là đẹp tí rồi đó, khỏe, hai mẹ con đều đẹp và lạ. Nên làm da đi, đúng rồi, ba nhìn trẻ, ra sáng sủa. Không, không nhìn cô, nhìn cô cũng cô lấy thương đấy. Thuê một cái nhà ở Lê Quang Định, nhà thì không phải, thuê một cái phòng ở Lê Quang Định, một cái đệm, dàn phơi quần áo, chỗ rửa chén ở dưới, bếp để ở trên. Tức là mọi thứ sinh hoạt đều trong một cái phòng. Và Yến với mẹ lại bắt đầu cuộc sống lại từ đầu. Hồi xưa cái bếp ở phía bên nhà kia cũng thế này. Tức là chỉ có một, để một cái nồi, à để một cái bếp từ nhỏ nhỏ và xong bắt đầu chui xuống dưới này. Rửa bát. Xong rồi nhà em mà giống như kiểu để một cái giường ở đây này, xong rồi chỗ bên này, ở bên chỗ kia là đóng một cái cục này. Tức là lúc đầu đấy thì cũng khó khăn. Với cả Kiến vẫn đang bị một cái tâm trạng là không biết là cái showbiz này nó có khắc nghiệt với mình hay không, hay là mình có đủ sức mạnh để kiểu đứng vững ở trong cái showbiz này hay không. Và đúng thật, mình đứng không vững thật. 3 tháng đầu không hề có show luôn. Rồi kiểu mong ngóng xem là có ai gọi mình đi hát ở đâu hay không, phòng trà cũng được, hay là kiểu show gì đấy nhỏ nhỏ thôi cũng được. Hai cái cách sống ở hai cái thành phố nó khác hẳn nhau. Nhưng mình không ngờ rằng là trời ơi, nó quá quá khó khăn. Ở Hà Nội thì mọi người biết, nhưng ở trong Sài Gòn thì chẳng ai biết mình là ai. Lần đầu tiên mới vào và cũng có được giới thiệu cho một cái chú bầu xô của hội chợ. Thì mẹ Yến có gọi điện cho chú và bảo: anh ơi anh,
à, em có con làm như thế này, nếu mà anh mà có xô gì thì gọi cháu đi nhé. Anh ấy có trả lời ok, nếu mà đi được thì chỉ làm hát lót thôi. Xong rồi Yến còn cùng mẹ đi hát ở mấy quán bar cơ. Mà thực sự là người của mình ấy thì không có phù hợp để hát ở những cái nơi như vậy, bởi vì trông mình quá là trẻ, chẳng ai thèm xem mình đâu. Thế nhưng mà vẫn đi, vẫn thử xem như thế nào, bởi vì lúc đấy là không làm gì làm gì có tiền mà ăn. Yến còn nhớ cái show đầu tiên đi hát ở Đà Nẵng, xong rồi ra Huế. Hết cái tiền ăn, rồi tiền ở, rồi tiền vé máy bay của hai mẹ con, cuối cùng cầm về được có 2 triệu. Mà ý là lúc đấy là kiểu mẹ vẫn kiểu ờ không sao, may quá 2 triệu này mình có đủ rồi thì mình sẽ kiểu ăn được thêm mấy bữa. Bởi vì ngày xưa đúng thật sự là 100.000 Yến với mẹ ăn được 3 bữa một ngày. Có đi ra ngoài ăn đâu, buổi sáng thì nấu mì ở nhà, trưa thì ăn cơm, xong rồi lấy cái cơm trưa buổi đó xong ăn đến tối luôn. Lúc mà em mới bắt đầu vào trong Sài Gòn, người mà gần như là hay bên cạnh thì là những bạn fan của em. Ngày nào cũng qua nhà em chơi, Mã Mã Điên, Phương Anh, Hoa Nắng, còn rất nhiều người nữa, Hoàng. Thế là gần như ngày nào mọi người cũng qua nhà em chơi, chơi bớt buồn. Lần đầu tiên em gặp Yến là vào hôm 22 tháng 6 năm 2014 ạ. Đấy là lúc đấy chị Yến đang trên đài FM ấy ạ. Cái chiều hôm đấy là em biết tin là chị Yến sẽ gặp fan nên em đã cố gắng sắp xếp để đi ạ. Cái em chỉ tới xong rồi em ngồi em nhìn chị Yến vậy thôi, không dám nói gì hơn và chỉ biết nhìn chị Yến và cười. Xong rồi cái mấy anh chị kêu là muốn chụp hình với chị Yến đúng không? Nghe bảo dạ, thế là mấy anh chị giúp em chụp hình với chị Yến ạ. Mấy cái hình đấy em cũng đã đăng vào ngày hôm đấy. Con đâu không mang lên đây chơi ạ? Đang thắp bính ngoài. À à à, đấy hả? Ừ. Ôi, sao nó lớn em dữ vậy? Ba, gần 4 tuổi rồi. Gần 4 tuổi. Những cái show đầu tiên mà Yến nhận được khi mà mới vào trong Sài Gòn thì chỉ có Yến, mẹ với hai chị của nhóm Ô nữa thôi. Là đi chung với Yến để đi diễn. Kiểu lúc đấy Yến nghĩ là mình chỉ là một người chưa có sự nổi tiếng quá nhiều mà tại sao mọi người lại nhiệt tình với mình đến như vậy. Ô và Yến à, bắt đầu đồng hành từ năm 2014 thì chị cảm nhận bé Yến là một bé rất là nhiệt huyết, rất là tài năng và rất là ham học hỏi, cầu tiến. Trong quá trình làm việc, Yến rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ, rất là dễ thương. Bên nhóm chị các thành viên ai cũng thích Yến hết á. Còn lúc mà đi diễn với Yến thì mẹ cũng nói với cả anh Thanh Sang là kiểu lúc đấy là Yến đi diễn không có được nhiều tiền nên hôm nay là các anh chị kiểu cũng lấy ít tiền đi ấy. Và cho tới tận bây giờ thì nhóm Âu cũng vẫn còn đang đi diễn cho Yến tất cả mọi show luôn. Với tất cả các anh chị ở trong nhóm Âu, những người đã ra khỏi nhóm hoặc là những người vẫn còn đang ở trong nhóm mà đã đi diễn cho em hoặc không đi diễn cho em mà tập bài cho em, thực sự là em rất là cảm ơn mọi người. Bởi vì cái quãng thời gian đầu em không hề là ai cả, tức là mọi người vẫn giữ được cái thái độ rất là tốt với em, mọi người luôn luôn coi em là gia đình. Khi ta tìm được ai đó để yêu và người ta cũng yêu mình thật nhiều nữa. Phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua là anh Sương gọi Yến lên cast, xong rồi sau đấy là Yến lên cast lại cast thoại của Hải Gầy, tức là vai nam á, vai của anh Jun á. Anh Fascine bảo là chưa có thoại của Hồng Hoa, anh không biết ghi thoại Hồng Hoa như nào nên em đọc thử thoại của Hải Gầy đi. Thế là Yến cast cái thoại của đàn ông nhưng phải diễn kiểu của con gái. Với cả lúc đấy Yến có nghe anh Fascine nói là cái vai này lúc đầu anh nghĩ là sẽ là một người mà mập, béo, nhìn sẽ rất là khác so với chị Miu Lê, chứ không phải là nhỏ xíu như Yến đâu. Nhưng mà sau 3 buổi cast thì Yến nó chọn vào vai Hồng Hoa. Thì khi mà phải chọn cái người mà đóng vai Hồng Hoa thì ban đầu trong kịch bản là mô tả Hồng Hoa là một cái cô rất là mập. Ở Yến có một cái gì đó nó rất là tươi mới, rất là trẻ trung,
cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ phá vỡ cái mô típ quen thuộc là lúc nào ba cô bạn chơi với nhau cũng phải có một cái cô mập. Bây giờ mình sẽ chọn là ba cô bạn chơi với nhau và cô nào cũng xinh hết, mỗi cô thì có một cái cá tính, một cái sự xinh đẹp khác nhau. Thì đó là lý do mà mình chọn Hoàng Yến Chi Bi cho vai Hồng Hoa. Tại sao mua có mỗi một thỏi sô cô la cho Việt An? Bọn tôi có tận 3 người cơ mà. Mấy bữa đại á, mua đồ cho Việt An hết tiền rồi. Cái ban đầu cái vai đó không phải là dành cho một diễn viên giống như Yến, nó là một cái vai hài theo một cái kiểu khác, nhưng mà mình tin rằng là Yến sẽ làm cho cái vai Hồng Hoa này nó rất là đặc biệt và nó hoàn toàn khác với cái hình dung của hầu như mọi người. Những người mà đã từng đọc cái chuyện Cô Gái Đến Từ Hôm Qua thì mình thấy cái thành công của Yến đó là Yến tạo ra được một cái đời sống riêng cho cái nhân vật của mình, mà một cái nhân vật được dựa theo cuốn truyện mà rất là được nhiều người yêu thích. Đối với bộ phim đấy thì cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp với Yến, bởi vì đấy là bộ phim mà Yến có được cái giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Nữ diễn viên được yêu thích nhất Ngôi Sao Xanh 2017. Đấy, cái lúc mà được cầm cái cúp ở trên tay ấy, mọi người biết cái cúp đầu tiên trong sự nghiệp của mình á, xong rồi kiểu mân mê nó, xong rồi kiểu sờ, xong rồi kiểu không kiểu đùa rất là thích luôn ý, cái cảm giác kiểu vui. Trong lúc nào là mình đã thấy rằng là Yến sẽ có một cái sự tỏa sáng, và cái điều đó nó thật sự như vậy, nó chứng minh với một cái giải thưởng dành cho Yến. Mình nghĩ rằng là cái giải thưởng đó nó rất là xứng đáng đối với Yến, và mình cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì cảm giác là mình cũng có thể thấy được ở các cái diễn viên cái tố chất của họ. Đối với ở Việt Nam cũng không có nhiều cái nữ diễn viên mà có cái nét hồn nhiên mà tươi mới mà thu hút như vậy. Khi mà phim lúc đó là phim Tháng Năm Rực Rỡ của anh Nguyễn Quang Dũng đang còn casting ấy, thì mình cũng nói với anh Dũng là anh nên xem cái phim Qua Ghế Đến Hôm Qua đi. Khi mà mình giới thiệu cho anh Dũng thì anh Dũng cũng rất là thích, và anh Dũng cũng nói với Yến là đi thử cho vai cho phim Tháng Năm Rực Rỡ, và cũng rất là may mắn là Yến cũng đã có được cái vai diễn vai chính ở trong cái phim đó. Thật ra thì sau cái cuộc gặp ở Học Viện Ngôi Sao thì mình cũng không có làm việc với Yến, là cũng quên bẵng đi. Mãi tới khi xem cái bộ phim của Phan Gia Nhật Linh đó là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, thì gặp lại Yến trên màn ảnh và thấy cô này bắt đầu cổ phát triển đây, và rõ ràng là cổ rất là hay. Thì sau đó thì mình có nhận làm phim Tháng Năm Rực Rỡ, thì khi mình xem cái bản đó tự nhiên trong đầu mình lóe lên cái gương mặt của Yến và nghĩ nếu Yến vào cái tinh thần nó sẽ như vậy. Cũng không có nhiều phim mà tự nhiên mình nhắm mắt lại mình thấy cái nhân vật đó là một cái người diễn viên nào. Thường thì mình phải casting rất là nhiều. Lúc mà được trúng vai rồi ấy nha, là không biết mình có nên nhận cái vai này không, bởi vì khi mà Yến xem cái bản Hàn là Yến thấy là Nami thực sự rất là hay, đóng hay kinh khủng khiếp luôn. Lại là mẹ lại động viên Yến, mẹ bảo là thì con cứ thử đi. Thế là Yến đồng ý đóng vai Hiểu Phương sau nửa năm đi cast. Mới đầu cái bản Việt Hoán là giọng cô này miền Nam và ở một cái vùng quê ở miền Nam, ở miền Nam ở thời kỳ trước 75, rất là khó. Thật ra khi mình xem phim thì mình thấy cái chuyện đó rất là dễ, nhưng mà khi từ ban đầu cái tưởng tượng và khi viết kịch bản thì để tìm cái cách nào để mình chuyển có thể hợp lý với cái muốn giữ được cái giọng nói của Yến thu tiếng trực tiếp cho nó chân thật và nó cũng phải hợp lý về logic của câu chuyện phim. Đó là cái khoảng thời gian 6 tháng để Việt hóa và chuyển một vài cái chi tiết của trong phim từ bản Hàn qua bản Việt làm sao cho nó hợp lý. Thì rõ ràng với cái bản Hàn Quốc thì không có những cái màn hát múa nhảy. Nhưng mà Yến là một ca sĩ và mình thấy Yến hát rất là tốt và có rất là chịu khó về vũ đạo. Cho nên là phiên bản Việt Nam là một cái bản mà mình có thêm những cái màn musical ở trong phim. Thì cái đó nó cũng tạo nên một cái nhân vật đặc biệt so với cái bản phim gốc. Và nó cũng là một tạo cho cái diễn viên nó người ta xem, người ta thấy cái nhân vật nó đáng yêu hơn. Khi mà bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ có nói rằng là có một cô bé sẽ hát trong phim, thì tôi có nói rằng là tôi phải được nghe cô bé này hát, tại vì tôi chưa bao giờ nghe cô ấy hát cả. Và tôi muốn nghe hát xem thử là có hát được không để vào phim mà hát. Thì tôi mời cô ấy đến thử giọng và nghe thử.
Thì sau khi nghe thử giọng xong thì tôi nói rằng là yên tâm rồi, cô ấy hát rất là hay. Ngôi sao họ không có ngẫu nhiên trở thành ngôi sao, họ có những cái tố chất. Nếu không có Hoàng Yến thì chưa chắc cái bộ phim đó nó đã được yêu thích như vậy. Thì mình nhìn đi nhìn lại, thật ra với đoàn phim đó cũng là một điều may mắn. Gần kết phim, tức là gần đến ngày chiếu phim thì tôi lại viết được một bài hát khác. Và tôi nghĩ đến giọng của Yến. Đúng như tôi dự đoán thì bài hát đó thật sự được khán giả yêu thích. Tôi muốn nói đến đó là bài Nụ Hôn Đánh Rơi. Nụ hôn đầu sau lưng anh, em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh, và anh đâu biết, và em chưa dám, nên thế là vụt mất nhau. Yến là một giọng giọng nữ cao, và thật ra là chất giọng không phải là quá đặc biệt so với nhiều giọng hát khác, nhưng Yến đã biết phát huy cái ưu điểm ở giọng hát của mình, cái sự trong trẻo trong cách hát của mình, và cái sự nhanh nhạy, tức là cái sự tinh nghịch trong cái cách hát của mình, cũng giống như cái sự thổn thức rất là trẻ con vừa phải để chinh phục người nghe. Tâm rồi lại còn biết thiếu khôn nhạc nữa, không hiểu bài của em thì em sao? Mình cứ nhìn vào cách ăn ở của mình ngay. Đâm 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 ta đà bầm ba đà 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 đà. Và phải nói thật rằng là giọng ca của Hoàng Yến là một giọng ca cũng khá kén những bài hát, tức là phải chọn những bài hát phù hợp thì nó mới thành công. Nhưng qua một thời gian thì tôi thấy rằng là hầu như các bài hát của Yến, tuy là cô ấy không có dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc bằng phim ảnh, nhưng hình như là bài hát nào cũng được khán giả đón nhận rất là tốt. Ca khúc Nụ Hôn Đánh Rơi. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Hoàng Yến chi vi vai Hiểu Phương khi nhỏ trong phim Tháng Năm Rực Rỡ. Trong năm nay thì thực sự là bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ đã mang lại cho Hoàng Yến rất là nhiều, từ những ca khúc, từ những tình yêu thương của khán giả. Điều đấy là một điều mà Yến cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, vì khi mà mình đã có được một cái vai diễn để đời. Khi mà em cầm được vào chiếc cúp này, chiếc cúp cánh diều vàng, cả đời em không... Em nghĩ không bao giờ em sẽ được cầm ở chiếc cúp này. Em rất là cảm ơn hội đồng nghệ thuật. Em cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn ban giám khảo rất nhiều vì đã tin tưởng em để trao cho em giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong hạng mục phim điện ảnh của giải Cánh Diều Vàng này. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ thì thực sự là Yến đã có những tháng năm cực kỳ rực rỡ. Và cuộc đời nói chung là giống như kiểu nó thay đổi luôn ý. Tất cả những cái gì mà Yến đã làm trong quãng thời gian qua đến bây giờ được nhận lại, được ghi nhận á. Yến có một cái tố chất, một cái cơ hội để mà phát triển cái khả năng của Yến, và mình cũng khi mình xem cái bộ phim đó thì mình thấy Yến làm nhiều hơn cái hình dung của mình. Bên cạnh đóng phim này còn phải hát, phải nhảy múa, và cái cảm xúc của Yến ở trong phim đó mình thấy nó là một cái bước tiến về mặt diễn xuất. Ngay cả sau khi phim Tháng Năm Rực Rỡ thì mình cũng tự đặt cho mình một cái câu hỏi, nếu mình làm phim tiếp theo thì sẽ mời Yến những cái vai như thế nào. Thì thật ra sau một cái phim thành công với những cái diễn viên yêu thích, mình luôn đặt cái câu hỏi đó để mình muốn khai thác thêm cái người diễn viên đó. Thứ nhất là chúng ta đã có một cái mối quan hệ làm việc với nhau rất là ăn ý, chưa nghĩ ra được một cái vai nào, mà một cái nhân vật nào mà nó tốt hơn Tháng Năm Rực Rỡ. Tức là trong cái đầu mình, hình bóng về cô Hiểu Phương nó vẫn nằm trong đầu mình, cho nên bản thân mình muốn làm Yến cái gì khác cũng rất là khó. Thì mình nghĩ rằng Yến, bản thân Yến cũng đang tự đi tìm một cái con đường để thoát qua khỏi cái vai đó. Mình thì cũng thấy hơi tiếc cho Yến,
là vì cái ngoại hình của Yến rất là khó để cho Yến có các cái vai diễn đa dạng hơn. Tại vì Yến thì rất là nhỏ con, mọi người sẽ gắn liền Yến với những cái vai hơi con nít một chút xíu, cho nên là nó sẽ rất là khó cho Yến có thể bứt phá ra khỏi cái hình ảnh đó. Thì mình cũng thấy rằng là Yến cũng có nỗ lực để mà chọn những cái vai diễn để mà bứt phá ra khỏi cái hình ảnh đó, nhưng mà cũng không có được thành công lắm. Cho nên mình nghĩ rằng là nếu như mà Yến chậm lại và bắt đầu biết lựa chọn cho mình những cái vai diễn nó phù hợp và nó khai thác triệt để được cái khả năng cũng như là cái mà Yến đang có thì nó sẽ tốt hơn. Trong cái hoài bão thì có thể Yến mong mình được trở thành một ca sĩ đứng trên sân khấu hát và thành công với những bài hát. Nhưng mà cái công việc diễn viên nó cứ đến và các đạo diễn cứ vẫn yêu thích cô và khán giả cũng yêu thích. Phải công nhận rằng là những cái vai diễn của Yến đều rất là xuất sắc. Cái duyên với lại cái công việc diễn viên có thể nó còn nhiều hơn cả công việc hát. Thì tôi cho rằng là việc đó nó không quan trọng, bởi vì là miễn mình được sống với cái nghề của mình, miễn là công việc đó mình làm phải tốt nhất. Yến là một cái người rất là đặc biệt. Và thật ra cái nhóm Ngựa Hoang cũng là một cái nhóm rất là đặc biệt. Tới bây giờ qua rất là 3-4 năm rồi thì họ vẫn chơi vui với nhau. Và thường cái người mà gọi cho nhau đầu tiên đó là Yến, là cái người mà liên hệ mọi người để ngồi với nhau. Yến tuy là tuổi không phải, tuổi cũng không phải là nhỏ nhất nhưng mà cũng không phải là lớn nhất ở trong cái đó, nhưng mà giống như một con ngựa đầu đàn để kêu gọi mọi người khi hay là có ai đó có chuyện gì đó thì Yến sẽ chủ động để chia sẻ hay là gọi người này gọi người kia. Cái quãng thời gian mà em ngồi trên ghế nhà trường thì thực sự nó không đẹp như vậy. Có quá nhiều thứ mà em phải lo. Em không hề được đi tham quan giống như là các bạn luôn ý. Kiểu cứ mỗi lần mà kiểu đi tham quan là em sẽ kiểu bận đi hát hay là bận đi diễn một cái gì đấy, xong em không được đi tham quan luôn. Kể cả là đi thăm Lăng Bác hay là kể cả là có một cái chuyến mà em nhớ nhất luôn là lúc lớp 10, lớp 11 là lớp em được đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm. Tức là kiểu em đóng cả tiền luôn rồi, kiểu háo hức lắm luôn rồi. Xong rồi cuối cùng chỉ vì bận một cái show đi diễn mà không đi được. Thế là em không hề có một ký ức nào kiểu vui chơi cùng với cả các bạn luôn ý. Nên em nhớ là em nghĩ là cái hành trình đáng nhớ nhất chắc là tháng năm rực rỡ. Bởi vì những cái ngày quay ở trên đấy nhá, thực sự đúng như những cái ngày mà em kiểu được đi học với bạn mình, bạn bè mình. Cảm ơn tất cả mọi người trong nhóm Ngựa Hoang, chị Hoàng Oanh, chị Thảo lớn, Thảo nhỏ, Hồng Tú Quỳnh, Dun Vũ. Bởi vì mọi người đã tạo cho em một cái kỷ niệm thanh xuân mà em nghĩ là trong cái quãng đi học của em thì không hề có. Nên là em nghĩ là cái lúc đấy là lúc vui nhất, lúc mà em nhớ nhất. Bởi vì mình đã có một cái thanh xuân thực sự trong một bộ phim. Gì? Còn điều gì mày muốn làm trong đời nữa không? Bây giờ là mấy giờ rồi? 10 giờ hơn rồi đấy. Ui, 6 giờ dậy rồi. Ừ, thế thôi con đi ngủ sớm đi, không rồi này. Ok. Xinh quá. Rồi, mai bắt đầu đi quay là 10 ngày nữa là về Việt Nam nhá. Nhanh cực, vô có lên, có lên. Em ơi, nhưng mà hiện tại không 14
4 ngày nha nhông, vừa mấy hôm là đi ra sân bay phát nhá, xong rồi bây giờ đã chuẩn bị là ra cách ly, à, xong ra cách ly rồi nha, bây giờ bắt đầu quay. Mày con happy. Yêu ai anh mang sông dài cho đẹp lòng trai. Cái gì thế? Rồi, thế nha mẹ. Mệt quá. À, chịu không nổi, sợ thật. Yến đã ở khu cách ly này 13 ngày rồi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là Yến sẽ có thể tiếp tục lại công việc của mình tại Hàn Quốc. Nguyên một quãng thời gian vừa rồi là Yến đã suy nghĩ rất nhiều. Yến lại nhớ đến cái lúc mà khó khăn nhất đối với Yến thì chắc là cái khoảng thời gian quay bộ phim Thiên Linh Cái, khi mà phải hóa thân vào thành sỏi. Cái cảm giác bí bách khi mà mình là một người mà không được xã hội công nhận và mình luôn luôn phải đứng ngoài để xem là mọi người nói gì về mình. Mình luôn luôn bị đứng ngoài câu chuyện của mọi người. Thực ra là Yến cũng đã có một khoảng thời gian bị như vậy. Nhưng mà khi đấy ấy, thì mình lại cảm thấy rằng là à, đây cũng là một cái điều mà mình cần phải có trong con người của Hoàng Yến. Con sói nhà tôi nó vừa câm vừa điếc. Thầy tử cho làm thử một tháng. Thôi, kể từ bữa nay con qua nhà thầy Quỳnh, ráng phụ việc với thầy Quỳnh. Khi mà thầy Quỳnh rượt sỏi chạy băng trên cánh đồng vậy đó, chạy rất là nhanh. Mà thật sự lúc đó hai anh em cũng không có để ý, lúc đó chỉ để ý nhân vật quay thôi. Giữa cánh đồng thì có một cái cọc, thì bé Yến đang chạy tốc độ cực nhanh mà tông cái cọc đó, văng xuống bờ ruộng. Hết hồn là chạy tới ôm coi con bé thì sao. Dạ, cô bé bị khóc và bầm tím đen cái khớp gối nè. Tại vì lúc đó tiến độ phim quay cũng phải cho xong, cho nên Yến cắn răng Yến quay. Đức Hằng thấy rất là nể bé Yến, người phụ nữ con gái nữa mà được làm được như vậy, không biết mình là đàn ông mà mình có làm được không nữa. Mà cô ấy rất là gan dạ, rất là can đảm, hy sinh về nghề. Nhưng mà sao mày hết buồn nhiều vậy? Tắm giỏi bớt cho nó thật. Sang bộ phim Thiên Linh Cái thì Yến nghĩ là nghiệp đã chọn mình rồi, thì tại sao mình không cứ thế mà theo. Điều mà Yến sẽ làm đầu tiên sau khi từ Hàn Quốc về đó chính là đi học diễn xuất. Bởi vì Yến nghĩ là một người diễn viên, diễn theo bản năng được đã là một cái rất là tốt rồi. Nhưng mà mình cũng cần phải có kỹ thuật, mình cũng cần phải có những cái kinh nghiệm, những cái bài bản mà học ở trong trường, và cần phải nâng cao, càng ngày càng nâng cao bản thân mình lên. Welcome back to the 24th Asian Television Awards. We have another exciting performance from a beautiful and talented lady who has made a name in the music and television industry in Vietnam. May we give a warm round of applause for Hong Yen TV. Hình như em đi đóng phim nhiều quá nên đâm ra mọi người quên mất rằng là Hoàng Yến TV là ca sĩ á. Cũng có một khoảng thời gian là em rất là thèm đi hát. Kiểu em muốn được đứng ở trên sân khấu lớn rồi tất cả các khán giả ở dưới hò hét rồi hát theo bài của em. Rồi kiểu em được nhảy ở trên sân khấu rồi kiểu lúc mà kiểu mấy cái pháo hoa nó bắn lên ý. Đã. Em đã nghĩ là kiểu em sẽ không bao giờ có lại được cái cảm giác như vậy nữa. Và em nghĩ là muốn có được cảm giác như vậy thì mình phải có bài hát. Và thế là sau một khoảng thời gian dài đóng phim thì Cánh Hoa Tổn Thương được ra mắt. Với cái Cánh Hoa Tổn Thương thì nó có cái đặc biệt. Thứ nhất là Yến là người lên cái ý tưởng đầu tiên. Cho nên là khi mình tiếp nhận thì Yến đã có một cái idea rồi. Và bắt đầu thì Yến nghĩ là mời mình ở góc độ là cùng làm đạo diễn với Yến. Bởi vì Yến muốn làm đạo diễn cái này, cái Cánh Hoa Tổn Thương thực sự Yến muốn làm đạo diễn. Cái dự án đó gần như là Yến nằm trung tâm. Yến vừa là diễn viên, vừa là ca sĩ, đó, vừa là sản xuất, vừa là tham gia kịch bản, rồi cũng tham gia cả phần phục trang, make up. Nói chung là Yến tham gia gần như các khâu ở trong cái dự án đấy. Em muốn mọi người xem là nguyên một cái bài nhạc sẽ là một bộ phim. Em được mọi người nhìn nhận rằng em có thể diễn được. Thì khi mà người ta vừa nghe mình hát, người ta vừa thấy mình diễn, thì em nghĩ là người ta sẽ cảm nhận được cái từng câu, từng chữ của mình tốt hơn. Anh đã lừa dối nó.
Thế là trước giờ mọi người luôn nghĩ em là kiểu không hề đầu tư vào sản phẩm của mình này, không có quá là tập trung cho những cái sản phẩm âm nhạc của mình, và ý là không để tâm đến ý. Thì đây, em có một cái mà em muốn nói với mọi người rằng là trước giờ em rất là để tâm đến cái chuyện ca hát của em, nhưng mà tại vì là nó không có được tốt thôi. Và em không biết làm sao cái con đường đấy đến bây giờ nó vẫn chưa tốt sau Ngây Ngô. Thì nhưng mà tới Cánh Hoa Tổn Thương thì mọi người cũng đã có cái nhìn nhận khác rồi, kể cả những anh chị ở trong nghề hay là kể cả những người ở ngoài luôn. Mọi người đều xem Cánh Hoa Tổn Thương và cho tới tận bây giờ, những ngày này vẫn còn có những bình luận để bình luận về cái chuyện là kịch bản như thế nào, rồi Hoàng Yến Chibi đã làm cái MV này ra sao, bài hát này như thế nào. Tới tận bây giờ em đọc không sót một cái comment nào trên Cánh Hoa Tổn Thương. Nãy em có nói chuyện qua với anh Đạt rồi, và cứ đến nói với anh xem thử xem sao. Anh Đạt thì gọi là tương quân lắm. Thì đấy. Thì em nghĩ chắc là do tại vì giọng là giọng cũ ấy, của vơ cũ ấy. Thì ví dụ xem thử xem là hôm nay hát thì sẽ như thế nào. Tại vì em cũng nghe nhiều ở nhà rồi, xong rồi kiểu ý là mấy cái nhấn nhá này kia thứ ấy. Với cả thực ra lần này đi học hát, em không biết là mọi người sẽ nhìn nhận cái hình ảnh này như thế nào, nhưng đã đến lúc Hoàng Yến Chibi phải lớn rồi. Em nghĩ bây giờ hát sẽ đỡ hơn. À, với cả nhá, tự nhiên lúc nãy nghe cái đoạn cuối này này. Nếu mà làm cho nó nhanh hẳn lên hơn thì có được không anh? No. Kiểu nó dồn trống lại như cái đợt mà mình làm từ ngày xưa ấy, cái mà mấy cái trống ấy. Ừ. Không nên. Yến từ trước đến giờ Hưng thấy là một người rất là năng động, trẻ trung, thì Hưng muốn đưa tất cả những cái đấy vào trong cái bài hát này, nhưng mà mang một cái màu sắc nó rõ ràng hơn, bởi vì tất cả những cái sản phẩm trước của Yến thì Hưng nghĩ rằng là vẫn chưa lột tả được hết cái sự đáng yêu, có một cái phần gì đấy tinh nghịch trong cái cuộc sống hiện tại của Yến. Thế cho nên là bài này Hưng nghĩ là hội tụ được hết đủ tất cả những yếu tố đó. Chẳng muốn một ai như anh, phải là anh, phải là anh, phải là anh. I only want you. Phải ngân ra xíu nữa. Không phải. I only want you. Ừ, chưa được. Lại. I only want you. Đúng không? You, you, you. Anh muốn nó còn chắc hơn một tí nữa. Yeah. Ừ. You, you, ok. You, you, you. Ui, cái ợ này là phải tập hơi bị lâu đấy. Ừ. Em mà cứ ngồi nhà ấy. Nghe nó phải đẹp cơ. Đây. Anh, đúng không? Anh. Yeah, yeah. Em á? Em thích mút em này. Em nói em không thích cái này rồi đấy. Không thích mà thích cái cũ hơn. Ừ. Được rồi, ok. Tại anh cái hỏi câu này nếu mà nó hát thấp thì nghe nó hơi bị sao ta? Dần mặt đúng không? Nghe nó không vui ý. Ở bên ngoài thì Yến như nào thì trong lúc làm việc cũng như vậy, cũng rất là nhí nhố, tinh nghịch trẻ con. Nói như vậy thôi nhưng mà về cái sự cầu toàn thì Yến là một người cũng rất là cầu toàn. Với Hưng thì là Hưng đánh giá cao và Hưng rất thích làm việc với lại những nghệ sĩ như thế, bởi vì họ tạo cho mình cái sự chuyên nghiệp, họ tạo cho mình cái sự tin tưởng và họ tôn trọng cái tác phẩm của mình. Rồi là ở đường súng gần nhất ở kia thì nó biển cũng xây mộ hết ở đấy rồi, cái đào hố xây hết ở đấy rồi, không đi được. Đúng rồi, em nhớ lần trước đi vào là đi xuống dưới lắm cơ mà, đúng không? Đi vào nhìn kia là đi thẳng xuống cái đường này, họ căng công bạt, họ đổ đất cát hết rồi. Thực sự bản thân em là một người mà rất là quan trọng cái chuyện tình cảm gia đình. Em vẫn luôn luôn tự nhủ là dù có yêu nhiều như thế nào thì đến khi cưới cũng chỉ cưới một người thôi. Và dù người đó có như thế nào, trong suốt cái quãng thời gian còn lại cuộc đời với mình thì cũng sẽ không bỏ người ta. Cái lúc trước khi mà bà em mất nhá, bà em có viết một cái di chúc là mẹ mong là thằng Toàn với cả con Giang là ba mẹ em á luôn luôn sống hạnh phúc với nhau, sẽ không bao giờ rời bỏ nhau giống như là ông với cả bà ấy, ông bà nội ấy. Thế nhưng mà nó có được. Bà chị mẹ. Đó, ông bà mẹ. Trời, hôm qua em dần thấp có 3 tí thôi hả? 3 5 gì ta? Em thích cái cảm giác gia đình có 4 người lắm luôn ấy.
Ngày xưa nhà em có một cái semi classic nhá, mà đi 4 người luôn. Bây giờ nhiều lúc kiểu em muốn đón ba ở ngoài Hà Nội và trong Sài Gòn và kiểu ở nhà chơi này kia các thứ, em cũng cảm thấy khó nữa. Em không biết làm thế nào để mà kiểu khi mà 4 người cùng nhìn mặt nhau rồi cùng nói chuyện với nhau, để có được cái cảm giác ngày xưa thì thực sự là không bao giờ được. Như leo núi vậy? Tự nghĩ lại cái quãng thời gian 6 năm từ lúc mà em bắt đầu kiểu quyết tâm là mình sẽ nam tiến ấy, cho tới bây giờ kiểu em thấy là mình làm được quá nhiều thứ. Thế em thấy là mình đã bỏ lỡ quá là nhiều những cái khoảnh khắc mà lẽ ra mình nên có. Nhưng mà nói chung là kiểu tại vì cuộc đời em phải như vậy. Đúng là em đã lớn hơn thật rất nhiều. Thấy được mọi người kiểu cùng trải qua cái sự trưởng thành với mình ấy. Cảm giác khó tả vô cùng. Mẹ em bây giờ cũng vui rồi nè. Em Tiến là cũng có thể bắt đầu cái cuộc sống của mình được rồi nè. Ba em là cũng có thể tự lo cho bản thân mình được rồi. 25 tuổi em thấy là đúng là cái cột mốc mà mình nên có một cái gì đấy cho bản thân mình. Mình nên yêu bản thân mình nhiều hơn so với những gì mà trước đây mình đã từng làm. Tại vì em trước giờ em chưa bao giờ đặt bản thân em lên đầu tiên cả. Em sẽ luôn luôn là gia đình em lên đầu tiên này, tất cả những cái gì để cho mọi người có được cái sự cuộc sống bình yên này, đàng hoàng này, thì em mới bắt đầu suy nghĩ cho em. Chào mẹ, cô gái 25 tuổi của mẹ đây. Một quãng thời gian khá là dài mình đã cùng ở bên nhau và làm được rất nhiều việc cùng với nhau rồi đúng không hả mẹ? Nói cảm ơn thì quá nhiều rồi, nói yêu mẹ cũng quá nhiều rồi. Thế nên bây giờ con chỉ muốn nói rằng là mẹ chính là một người bạn đồng hành của con trong suốt một quãng thời gian vừa qua, cho tới tận bây giờ khi mà con ngẫm lại tất cả những gì mà mình cùng trải qua thì con thấy là có những điều con đã không nghe lời mẹ và nó trở thành sai. Có những điều con đã nghe lời mẹ và nó đã là một cái thành công cực kỳ rực rỡ của con. Con không biết tại sao mẹ lại thích con đi theo nghiệp diễn viên thế, trong khi chắc là tại làm MV tốn tiền quá đúng không? Nhưng mà đến năm nay con cũng thấy được là mẹ đã bắt đầu để cho con làm những thứ mà con cảm thấy là bản thân mình khi mà làm thì sẽ rất là vui. Và mẹ đã có thể hiểu được con hơn khi mà một cái quãng thời gian dài con không có tâm sự với mẹ về chuyện là con đang cảm thấy như thế nào. Thì bây giờ con đã cảm thấy là kiểu con với cả mẹ có nhiều thời gian hơn ở cạnh nhau. Và con mong là với một cuộc sống tạm gọi là đầy đủ như thế này thì Luffy, với một cuộc sống tạm gọi là đầy đủ như thế này thì con mong là mẹ sẽ luôn hạnh phúc, mong là mẹ sẽ tìm được tình yêu của đời mình. Bởi vì cái chuyện này là một chuyện cực kỳ lâu rồi, con rất là mong muốn mẹ sẽ tìm được. Con sẽ cố gắng hết sức có thể để trở thành một người tốt. Và giống như là 25 năm con đã làm, đó chính là không bao giờ để mẹ phụ lòng. Trong 2 năm gần đây thì mình thấy rằng là bạn ấy rất là trưởng thành, bạn là một con người khác. Thì mình thấy rằng là con mình đã đủ lớn và cũng đã đủ khôn và cũng đã đủ để mà chịu trách nhiệm tất cả những gì mà bạn ấy đã làm. Mẹ tự hào về con. Chứ mẹ em y chang chữ em. Trời đất ơi, mẹ chúc con gái của mẹ luôn thành công. Cũng thành công được một chút rồi mẹ. Mình thì mình nghĩ Yến đang ở một cái tuổi đẹp nhất của cuộc sống, của sự nghiệp. Chuyện gì đến có những cái nó vui, có những cái nó không vui.
thì hãy xem đó giống như là một cái phần cuộc sống, những cái trải nghiệm để mình sau này mình nhớ tới những cái cảm xúc đó. Thật ra mỗi người sẽ tự biết rằng là mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Đôi khi người bên ngoài sẽ không có hiểu được mình bằng chính bản thân mình. Nếu như mà mình muốn đi một cái con đường dài á, thì mình nên biết là mình có cái gì ở trong tay và mình có thể làm được gì. Khi mà mình không có sợ thất bại á, thì mình sẽ tìm thấy thành công. Yến ơi, em hãy nghe anh nói đây. Em luôn luôn bận bịu với công việc, em không có thời gian dành cho em. Em không có thời gian để tự chăm sóc cho mình. Em không có thời gian để hát, không có thời gian để được hát, hoặc là không có thời gian được làm những điều em muốn. Và em có thấy không, tức là nó bay qua rất là nhanh, 3-4 năm chớp mắt. Cứ hãy cho mình được thả hồn để làm những cái công việc, những cái gì mà yêu thích của mình. Nếu em muốn hát thì ngày mai em cứ hát, không cần phải đợi đến năm sau. Đừng có hẹn là năm sau em sẽ quay lại hát, bởi vì sẽ không bao giờ có cái năm sau đó cả, mà phải là ngay bây giờ. Hát thì hát ngay bây giờ, diễn thì diễn ngay bây giờ, muốn viết bài hát thì viết ngay bây giờ, và hãy làm nó ngay bây giờ đi, thì em sẽ không bao giờ hối tiếc với nó cả. Và anh vẫn luôn tin rằng với Hoàng Yến thì em sẽ luôn luôn có đủ cái năng lượng để, và năng lượng đó rất là tốt để hoàn thành những cái công việc của mình vừa tốt mà vừa có hiệu quả. Và anh vẫn luôn tin rằng em sẽ thành công, và anh sẽ chúc cho em vẫn luôn thành công như trước đến giờ. Hoàng Yến TV của 10 năm trước không hề suy nghĩ bất kỳ một thứ gì, vô lo vô nghĩ, vô cùng lạc quan. Có ngã xe thì cũng bảo may quá là xe bị thôi chứ mình cũng không bị làm sao. Rồi trong cái quá trình 10 năm đó trải qua rất nhiều thứ, hỉ nộ ái ố, vui quá vui, buồn quá buồn, đau quá đau, hạnh phúc quá hạnh phúc, thì 10 năm sau có một Hoàng Yến chibi biết được mình muốn gì, mình nên hành động như thế nào, sắp tới con đường nghệ thuật của mình sẽ ra sao, những việc tiếp theo mình làm vì mục đích gì, thì đó là Hoàng Yến TV của bây giờ. Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh bên nhau. Cảm ơn vì những món quà từ trong phía trước, hãy bước đi cùng tôi, bạn và tôi tay nắm chặt tay với nhau và cùng nguyện cầu ước nguyện mãi bên nhau mãi như ngày hôm nay.